mình ở nhà xong mình đặt một thùng cá về làm món chả cá. Khui thùng ra. Mình mua một thùng cá này là cá đối. Một thùng 5 cân. Người ta sẽ gửi cho mình cá với cả ướp rất là nhiều đá luôn. Cái này rất là tươi nha, người ta gửi cho mình lúc mà nó còn tươi á. Cái này có phải cá nhỏ hơn mấy bữa rồi. Cá bên này nhỏ hơn, mấy bữa đó rồi. Có nhỏ không mày? Cái nhỏ không mày. Bình thường á mình mua 5 cân là chỉ khoảng 5 hoặc 6 con thôi, nhưng hôm nay cá có vẻ nhỏ. Sau rồi mình sẽ lựa cá rồi đi làm cá. Đồ chất cả đá luôn đi anh. Nhưng mà cho nó tan ra luôn rồi đó. Mình sẽ làm thử cá đối. Đây này, nói chung cũng có con to, cũng có con bé. Có con này to này. Nhưng mà mọi lần ấy, mình mua cá to nhiều. Mấy lần là cỡ 4, 5 con đi. Khoảng 5 con cá to đó thôi, chứ hôm nay nhiều cá quá à. Mình mới cho được mấy lần. Giết mấy con. Mình 7 con. Mình có 7. 9 con rồi. 9 con rồi. Mình nhỏ. Con có dạng này. Mình không có thích cá nhỏ như này đâu các bạn ơi. Mà thôi mua thì ăn đó thôi chứ. Nên mình làm chả nên là mình sẽ sơ chế tất cả luôn. Rồi, vừa mới xử lý sơ chế cá xong. Bây giờ mình sẽ đến bước lọc thịt. Chả làm chả hơi bị công phu á mọi người ơi. Thì chắc phải sẽ bỏ cái đào đi. Mà bỏ đào đi mà nào. Thôi biết đi. Rồi, biết rồi. Không lấy phần đầu vô. Chắc là để đầu nó canh nhỉ. Mình không biết hà lùi nó có hà, mà có xa luôn có đào đó. Mình lấy máy xay mình xay ấy. Mình lạc thịt cho mình đánh. Nó xa thì sợ. Máy xay sợ nó yếu mình... Máy xay của mình yếu nè. Mình ưng làm chả cá mà tôi mua cá đối tiện nhất nên là mình mua, chứ trên Google không thấy ai làm chả cá đối hết. Chắc là có gì làm cũng được thôi, thích là có gì làm thôi nhé. Mình sẽ review cho các bạn, cho các bạn biết là cá đối làm chả có ngon hay không. Mình sẽ làm thử chuột bạch thử trước. Cái phần chỗ cái mã, có cái lường này chắc mình không lấy đâu. Vẫn mà hơi mỏng quá. Lợn ra lợn tách ra thì mất công, mà lại không bao nhiêu thịt. Mình sẽ làm ở dưới chút kinh nghiệm xíu nữa. Thịt khá là cứng, cá này cứng tươi. Thịt cũng rất là chắc. Mình ở nhà mình không đi chợ vì dịch cúm corona, rồi mình cũng chẳng đi đâu nên là mình đặt cá về nhà thôi. Mà cái cá mà người ta gửi cho mình rất là tươi. Chị gửi cá cho mình lúc mà cá còn sống ấy, nên là ướp rất là nhiều đá về đến chỗ mình mà đá vẫn đang còn lúc đó, các bạn thấy rồi đó. Cá rất là tươi, rất là tươi. Không biết ở Việt Nam có
dễ mua đồ ăn online không nhỉ? Mọi người nhà dịch thì mọi người đi chợ làm sao? Chưa sao đi mẹ chưa? Mình có làm chi được với cái phần xương còn lại không nhỉ? Nó cắn. Ừ, chứ bỏ đi tiếc quá. Thế chị bỏ đi, sao tự nhiên bỏ? Còn nhiều thịt mà. Chính vì có thể giữ nó cắn nên mình không cần thiết phải lấy kỹ nữa. Chứ mình cạo cái này nữa. Thôi cứ bỏ đó chứ. Cứ để tạm cái đó đó. Rất là hoành tráng, rất là xịn. Bạn nào có nhu cầu dùng nồi chống dính siêu xịn thì hãy liên hệ mình. Bán nào vậy? Chứ mà... sao, chứ sao. Chỉ mà bán xong nào vậy? Bây giờ chiên rán những cái thứ mà khó khăn ngày trước á, cực kỳ dễ dàng. Mình rất tự tin. Đây. Thịt nó khá là cứng nha, nó rất là chắc chứ không có mềm nha. Hành đang khoe cá tươi đó. Cá tươi lắm, cá thực sự rất thích luôn á. Mình đã mua cơ số nhiều lần rồi. Nên là muốn làm chả cái là mình nghĩ đến chị này thì mình mua luôn. Đây, da này thì để xíu nữa mình chiên mình ăn móc. Thịt nè. Đó, bây giờ mình sẽ làm tương tự như vậy với số còn lại. Rất rất nhiều. Cái bộ xương mình cũng có thể cạo thêm á, vì trong còn dính này. Mà không thì để lại bữa nấu canh. Mình không thể bỏ mấy cái này được. Kiệm chứ. Xương này cạo thêm chứ. Chính là thịt này. Cho thịt mới thịt dày cho này. Đó.
Kho mình thì rất là dày nha, mà rất là cứng, thịt cá rất là tươi. Đó, mình sẽ cạo phần thịt này. Siêu tươi siêu ngon. Hôm nay mình mua 5 cân mà được 7-8-9 con lận. Tuy cá nhỏ hơn mọi hôm nhưng mà vẫn được một cơ số rất nhiều. Còn đây, đây là cơ số mà Hành Hành đã cạo ra. Mình sẽ bắt đầu cho một ít muối vào và đánh dần dần đi chứ không sẽ rất là lâu ấy. À, bây giờ mình sẽ cho ít muối vô. Làm lâu á, mình sợ ương. Có muối thì mình lát trước. Đánh dần này chứ. Bởi vì rất là nhiều cá nên là mình sẽ vừa làm vừa đánh luôn. Không sợ bị ươn. Mình bắt đầu đánh. Đây không phải là toàn bộ số cá của mình hôm nay đâu, nhưng mà mình phải bắt đầu thôi, chứ còn nhiều lắm. Mình rất là háo hức khoe với các bạn kết quả. Mình cũng không biết là làm cá đối thì chả có ngon không. Mình sẽ quyết định làm chuột bạch thử nghiệm. Cá rất là tươi. Quan trọng nhất là các bạn phải mua được cá tươi. Ở Hàn mua cá tươi không có dễ lắm đâu. Bởi vì ở trong siêu thị á, có rất là ít cá mà còn đang bơi, mà người ta bán cá đang bơi. Còn đa số thì các bạn thấy rồi, toàn là cá đã được chế biến, sơ chế, ướp muối rồi bỏ vào các cái túi mình mua các cái đó. Nó hơi quá, hết sức là hy vọng. Đây, mình đã thu hoạch được một cái xong hả? Một cái thau rất là nhiều cá. Rất nhiều cá luôn. Hôm nay mình mua 5 cân mà mình có tới 9 con cá. Mà mình thấy nhiều quá rồi nên là mình đã dừng lại. Đây. Để lại 2 con. Mình chỉ để lại mình để lại 2 con. Mình chỉ dùng 7 con thôi. Bây giờ mình sẽ mày gấp nha mày. Chuẩn bị gia vị để cho một cái xong cái thau ướp. Mình xắt ra trước cho mình cơm giả cho nó nhỉ. Cho vào đây hả? Lúc nãy mình quay cho các bạn xem thì cá đó mình đã đánh rồi ấy. Tuy chưa phải là đánh xong nhưng mà cũng không giống như lúc mới mà mình mới cạo ra nữa. Chả làm cho cá khá là lâu mọi người. Được cái là ở nhà nghỉ lễ đánh. À không quên. Nghỉ dịch. Thế thì bảo dịch không đi đâu được. Ừ. Nên là giờ ra làm quá trời món. Quay thì làm, quay thì nhanh chứ. Thực ra làm rất là lâu. Nói thì mong. Làm rất là lâu mọi người, làm rất là lâu luôn. Đánh đau hết cả tay luôn á. Đó, đánh thèm đi, cậu ấy mà. Mà mình đánh mới được, chắc là được 5% số công việc cần phải đánh. Mình có nên chia ra đánh không nhỉ? Có khi chị đâu đó. Mình đánh mấy trái, nha. Thái trong cái cối giả này. Mình sẽ bỏ một cái cối giả cho nhỏ. Rồi, cho nó cối. Rồi. Cho cá hồ này vô cối và cho thêm ít tiêu nữa. Đó. Giờ mình cho đã. Giờ mình sẽ cho cái
gia vị mà mình vừa chuẩn bị giã xong cho vào đây. Còn nó đánh nhiều quá, nhưng mà thôi cứ cho như vậy vô đánh cho nó thơm á. Cho thấm cá nè. Không lau cá nó ưa. Hấp dẫn lắm, cá cực kỳ tươi nha, mình cực kỳ ưng luôn á. Nếu các bạn mà muốn làm chả cá hoặc là các món gì mà cần cá tươi như này á, cứ liên hệ mình giới thiệu cho chị mình mua cá. Mình quảng cáo dùm thôi, bởi vì cá của chị ngon quá mà. Cho thêm ít bột nêm. Cho vừa thôi chứ không, đừng để nó mặn, nó giãn. Có gì mình sẽ chấm thêm nước chấm đó. Mì chính. Mình cho thêm ít nghệ cho nó thơm. Oh, hấp dẫn quá. Như vậy là chừng đó này được rồi đó. Đủ rồi. Rồi bây giờ bắt đầu đánh. Hẹn gặp lại các bạn trong sau khi đánh xong 1000 phút. Rồi mình sẽ cho thêm một ít dầu. Cái này mình xíu nữa mình lấy làm chiên. Mà có muốn hấp thì cũng phải cho vào. Đó, trời. Chưa đến 1000 phút đã phải quay lại để quay cảnh cho dầu vô cá. Này đánh gì cũng dễ quá. Nói chung là phải đánh cần lực lắm các bạn ơi. À, tiếp tục. Tiếp tục, hẹn gặp lại các bạn trong 500 phút nữa. Đây, đây là thành quả của mình. Sau một thời gian rất dài. Chiên. Chuẩn bị mình đi chiên hen. Đây. Mình có làm hấp thử không ta? Thôi chiên thôi. Không, ăn chiên thôi. Mình sẽ có rất là nhiều món có thể ăn với cái này. Đã ghê á. Trời. Mình có thể nấu bún. Mình có thể nấu bún. À. Mình sẽ lấy cái xương đó mình nấu nước. Xong mình lấy cái chả này nè bỏ vô là nước bún chả cá đó. Ok. Đã chưa? Còn mê quá. Nếu có máy thì bỏ vô đánh. Này làm sức người mệt quá. Thì bây giờ mình bắt đầu đi chiên. Để quảng cáo cho các bạn biết, lúc nãy trong video mình đã nói là mình đã có một cái chảo chiên rất là xịn. Thì đây, siêu xịn. Đó, mình sẽ nặn chả. Thì bình thường đáng lẽ là dùng bao tay ấy, nhưng mà mình không có bao tay nên là thôi dùng đỡ túi ni lông. Mình quét kỹ thì cái này sẽ ngon hơn. Lưu ý với các bạn là bình thường mình thấy là người ta làm chả là người ta cho ít mỡ nữa thì nó sẽ mềm cái chả hơn. Nhưng mà mình không có thì mình phải cho dầu. Phải chú ý. Bình thường người ta không cho nhậu chứ. Nhưng mà chú ý là cho khá nhiều dầu ấy. Nhìn nè. Cho nhiều là để mình, cái lúc mình làm ra lắc chả nó sẽ cái được như ấy. Không có bao tay thì làm gì cũng khó. Cái chả đầu tiên. Rồi lặp lại cho đến khi hết một cái thau này. Nhiều kinh khủng lắm á. Mình không thể làm hết được số cá mà mình mua, mình phải để lại nữa mà vẫn rất nhiều. Sau khi mệt mỏi với cái túi ni lông, mình đã chuyển qua làm hai cái thìa. Hai anh cháu của mình á, chơi á.
trước chị ấy. Tùy ấy. Đây là chả 100% cá. À, nó cũng có chả cá nhưng mà chỉ gọi là công ty gọi phải nói không biết nên gọi là chị. Ô tan ở Hà nữa các bạn là chả cá nhưng mà không biết nữa, chắc là khoảng 99% là bột thôi. Hai đứa thì em chị Phương ra quay phim mà đang á, hai chó thì mình đang chơi với nhau. Sammy trời ơi đẹp quá đã quá. Đây là chả 100% là có, còn ra hàng là chả 99% là bột. Nó vậy thôi chứ cái style nó khác à. Nhỏ lửa để cho nó chín nè. Mình có thời gian mình làm trước với cái này đi cho nó nhanh. Đây bây giờ mình sẽ ăn thử xem là nó có dai có ngon không và cá đối có thể làm chả được không ha. Thơm, rất là thơm, thơm mùi gia vị mình ướp hết tiêu này rồi tỏi rồi hành này và cũng rất là dai rất được. Ngon quá, chiên giòn nữa, mà mình chỉ làm bánh chiên thôi. Mình nghĩ là tuy làm chả nó có hơi mất công một xíu á, khá là mất công lọc cá, làm cá, lọc cá sau đó là dầm đồ nữa, nhưng mà mình sẽ làm được rất là nhiều món. Các bạn cảm thấy như thế nào? Nếu như mà thích thì hãy thử làm đi nhá, rất là được ấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những vlog lần sau. Nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Và comment cho mình biết nếu như các bạn muốn mình review bất kỳ một địa điểm du lịch, một món ăn hay là bất kỳ một yêu cầu gì làm món ăn gì, hay là một câu hỏi thắc mắc về cuộc sống ở Hàn, hay là du học ở Hàn và đi làm ở Hàn. Bye bye.